Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Thành sẽ hướng dẫn các bạn là chỉ cách là liên kết cái đồng Ocean hôm trước mà Thành hướng dẫn đào á, liên kết lên web B luôn nha, mình hoán đổi về đồng xuôi bán được luôn nha các bạn. Đó, thì nói chung là những ai mà chưa đào thì mau đào cái đồng này mau đi nha, trên Telegram nha, Thành sẽ để link ở dưới phần mô tả và bình luận nha các bạn. Đó, thì các bạn kích về các bạn bấm trên Telegram, các bạn nét hết từ 1 tới 7 là ok được rồi, lè nó vào claim đào. Nhưng mà khi chúng ta đào là phải tốn phí ghe của đồng xuôi này nha. Các bạn lên trên web B hoặc là các bạn lên trên OKX hoặc là trên quý MetaMask, các bạn mua một đồng xuôi các bạn chuyển về là các bạn claim đuối luôn nha các bạn. Đó, thì nó lời chứ không có lỗ đâu. Thành bỏ ra cái một đồng xuôi mà giờ Thành claim mãi mãi luôn nè. Đó, mà giờ Thành đã lên được 2,8 gần B phải đồng xuôi rồi đây nha các bạn. Đó, thì Thành sẽ chỉ cho hướng dẫn các bạn là cách liên kết lên trên web B nha. Thì các bạn muốn liên kết đúng không? Địa chỉ ví thì các bạn lấy chỗ này nè. Đó, địa chỉ ví đã nhận đồng xuôi hoặc Ocean thì lấy chỗ này, thì Thành đã hướng dẫn rồi. Còn các bạn giờ Thành sẽ hướng dẫn là cách liên kết cái đồng Ocean trên MetaMask này lên trên web B của chúng ta để hoán đổi qua đồng xuôi luôn. Thì sau này chúng ta có đào ví dụ được B16 đồng Ocean thì trên đó nó vẫn hiện B6 đồng. Về chúng ta có 2,8 đồng xuôi thì nó cũng sẽ hiện 2,8 đồng xuôi luôn nha. Thì bằng cách như thế này, các bạn về qua gạch đây. Các bạn vào cái chỗ sen pha xe đây nha. Đấy, thì ở trên này là địa chỉ ví của các bạn chỉ cần bấm view mở mắt ra là thấy. Còn ở dưới đây là cộng mật khẩu, 12 cộng mật khẩu của ví Ocean các bạn, thì các bạn cầm bấm view thì nó sẽ hiện ra. Hoặc các bạn không muốn sợ lộ thì các bạn cứ copy cái chỗ này nha. Đó, copy cho Thành, bạn copy 12 cụm từ cho Thành nha. Sau khi các bạn copy rồi đúng không, các bạn vào web B cho Thành nha. Vào web B của sàn OKX, các bạn bấm ngay chỗ mũi tên này nha, cho Thành. Thì trong đây Thành tạo rất nhiều tài khoản nha. Thì các bạn hãy là bấm vào thêm ví cho Thành nha. Thêm ví nè. Rồi các bạn hãy là bấm cái phần là nhập ví nè. Nhập ví bằng cụm từ hạt giống, khóa riêng tư hoặc địa chỉ ví, bản sao lưu, đám mây nha các bạn. Rồi các bạn kích vào đó cho Thành. Rồi các bạn kích vào tiếp tục là nhập cụm từ hạt giống hoặc là khóa riêng tư cho Thành nha. Kích vào đây. Thì các bạn chỉ cần dán 12 cụm từ mà bên ví của Ocean của các bạn vào đây, cụm mật khẩu. Các bạn chỉ cần xác nhận là nó sẽ ra một cái ví riêng cho các bạn trên web B, cái ví của Ocean nha các bạn. Rất là đơn giản nha. Thành đã làm rồi. Đây ví của Thành, Thành có thể nhập được hai ví Ocean luôn nha. Đó, đây là tài khoản Ocean của bên vợ Thành nè, Thành cũng nhập lên đây trên web B, chúng ta có thể tạo được 100 cái ví cũng được nha các bạn. Đó, còn tài khoản của Thành đây nè. Đó, kích vào đây thì các bạn ban đầu nó sẽ không hiện ra cái đồng xu cho các bạn đâu nha. Thì các bạn lướt lên trên này cho Thành quản lý tiền mã hóa, các bạn thấy không, kích vào. Các bạn chỉ cần bấm là tìm như thế này nha. Xui là cái xui đầu tiên đây nha, thì nó sẽ có dấu cộng chỗ đây. Thành đã cộng rồi thì nó hiện thành dấu trừ nha. Các bạn bấm dấu cộng cho Thành. Các bạn re ngồi lại thì các bạn sẽ thấy nó liên kết được cái ví Ocean trên đây. Ví dụ đồng xui ở trên ví Ocean các bạn là một đồng thì nó cũng hiện trên đây là một đồng cho các bạn và hiện giá tiền nha. Còn Ocean này thì Thành sẽ lấy mã contract, Thành sẽ để bên dưới phần mô tả bình luận luôn nha các bạn. Một cái là một cái link là đào cái đồng Ocean và một cái mã contract của Ocean, Thành sẽ để bên dưới. Thì mã contract thì rất là đơn giản nha, các bạn chỉ cần vào quản lý tiền mã hóa nha. Rồi các bạn chọn tiền mã hóa tùy chỉnh.
Trên đây là giờ nó hiện là mạng Bitcoin, thì các bạn bấm vào chọn mạng xuôi nha. Các bạn chọn xuôi cho Thành. Rồi các bạn chỉ cần nhập địa chỉ hợp đồng vào thôi nha. Đây, Thành sẽ dán địa chỉ hợp đồng cho các bạn xem nha. Đó, Thành để nguyên cộng thì các bạn cứ dán nguyên cộng, đừng có số chữ OCEAN nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây. Nó sẽ hiện OCEAN. Điểm đặt phân là 9, các bạn chỉ cần xác nhận là nó sẽ có thôi nha. Đây Thành làm rồi, Thành chỉ là hướng dẫn thôi. Rồi các bạn thoát ra lại, đăng nhập vào cái ví, chọn vào cái ví của các bạn vừa dán 12 cộng từ mật khẩu của đồng OCEAN vào, thì các bạn sẽ hiện ra hết đồng xu và OCEAN. B16 đồng OCEAN ở trên app OCEAN Thành đèo nó cũng hiện ra bên này nha. Còn Thành chỉ cho hoán đổi, thì nói chung là hoán đổi nó phải có trên 100 đồng OCEAN thì nó mới cho phép chúng ta hoán đổi qua đồng xuôi nha. Thì chỉ cần kích về OCEAN nè, nha, có chữ hoán đổi nè, các bạn thấy không? Đó, thì hôm qua Thành có hoán đổi nè. Các bạn kích về chỗ hoán đổi nha. Thì hiện tại OCEAN của Thành không đủ thì nó sẽ nằm bên dưới. Còn các bạn cứ ví dụ không thấy chữ OCEAN chỗ đây thì các bạn kích vào chỗ này nha. Chọn OCEAN cho Thành nha. Hoán đổi về xuôi. Thì hiện tại số dư của Thành chỉ có B6 thì nó kêu là không đủ số dư OCEAN đây. Đó. Nếu mà đủ 100 á thì Thành có thể hoán đổi về được đồng xuôi nha các bạn. Thì các bạn cứ đào đi nha, đào nhiều rồi các bạn hoán đổi. Thì muốn đào á nó phải có phí ghe của đồng xuôi các bạn mới claim được đồng OCEAN nha các bạn. Đó. Các bạn không có lỗ đâu, các bạn bỏ một đồng xuôi, đồng xuôi hiện tại nó chỉ là 20B ngàn, các bạn thấy không, giá của nó. Nhưng mà 20B ngàn nay một đồng xuôi các bạn claim đuối luôn, claim chắc mút mùa luôn cũng không hết được. Mà trong khi đó các bạn đã claim về đồng OCEAN, các bạn chỉ cần hoán đổi về đồng xuôi này là các bạn dư số ghe luôn nha các bạn. Các bạn chỉ có lời lên thôi, không có đường lỗ nha. Đó, cho nên rất là đơn giản. Thành sẽ đỡ cái đường link dưới phần mô tả, thì các bạn kích vào làm trên Telegram claim về. Thành sẽ đỡ cái hợp mấy hợp đồng contract của OCEAN, các bạn làm như Thành là được, là ok nha.